Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Trong video hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem 11 giống bưởi đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, và đó là giống bưởi gì thì mời bà con xem. Đây chính là cái lô bưởi Ruby nha bà con. Thì nhắc đến tên bưởi Ruby thì bà con cũng nghĩ ngay đến là cái này có liên quan gì tới màu đỏ đỏ như Ruby nè, cho nên mới được đặt tên là bưởi Ruby đúng không ạ? Và đó cũng chính là cái điểm mà mình muốn nhắc đến, bưởi Ruby ha. Thì cái ruột nó màu đỏ hồng như viên ruby, rất là đẹp mắt. Và hạt của nó thì rất là ít ha. Và đối với cây giống bưởi ruby này thì được nhân giống bằng phương pháp ghép. Bà con thấy đây, đây chính là phần cây ghép nha. Bà con thấy này, cái mắt ghép nó nè, cái gốc ghép nó nè. Gốc ghép thì nó có gai nha. Cái gốc này, gốc bưởi lâm thường nó phải có gai ưu hột lên á. Và ngay chỗ này mình chỉnh rõ cho bà con thấy nè. Đây chính là cái bo ghép của nó nè. Và khi bà con để ý đây, cái bo ghép á, thì nó thấy cái thân ghép nó thì có lông nè ha. Đây cũng là điểm phân biệt của giống bưởi ruby với giống bưởi da xanh. Đây là cây ghép và cái thân non, lá non của nó thì có lông. Mình chỉnh phóng to lên thì bà con dễ nhìn hơn đúng không ạ? Đây bà con thấy đây, đây là cũng là gần bo ghép nhất nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay xem cho bà con xem cái đọt non của nó. Đây chính là cái thân non nè, gần cái ngọn nhất nè bà con. Còn thấy đây, lông có một lớp lông mịn, khi chúng ta sờ vào cảm giác nó mềm mại lắm ha. Đó là điểm đặc trưng để giúp phân biệt bưởi ruby và bưởi da xanh ha bà con. Đây. Và cái lá nè, cái lá bưởi ruby á, thì lá mình đây là lá nhỏ, và đây là lá lớn thì nó không có chồng mí nhau nha bà con. Đây là điểm phân biệt với bưởi da xanh, hai điểm. Điểm đầu tiên là vừa vào có thân nó có lông, thứ hai vừa vào cái lá nó không có gấp mí nhau ha. Lá lớn và lá nhỏ nè. Là chính là hai điểm để giúp phân biệt với cái giống bưởi da xanh bà con đang trồng nhiều ha. Đây chính là hai điểm. Có nhiều bà con thì ví von cái giống bưởi ruby này giống như là bưởi lông ruột hồng á, ruột rong ruột đỏ á bà con. Tại vì bưởi lông á vẫn có lớp lông mịn nha, nhưng mà bưởi lông thì có chất lượng nó không có ngon bằng bưởi ruby, nên bà con tránh lầm khi mua cái giống bưởi ruby và bưởi lông ha. Vì thế bà con nên chọn những cơ sở cung cấp cái giống uy tín để người ta đảm bảo đúng giống cho bà con. Đây chính là hai điểm để giúp nhận biết đâu là giống bưởi ruby hả bà con. Bà con nào muốn sở hữu cây giống bưởi ruby này thì cứ để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay số hotline hiện trên màn hình. Xin chào.